Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Để ngăn chặn sự lây lan và kiểm soát dịch bệnh, người dân cả nước đang thực hiện nghiêm lệnh cách ly xã hội. Là những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng, nhiều sao Việt cũng đứng ra kêu gọi và chia sẻ những khoảnh khắc thú vị tại gia để nêu cao tinh thần ở nhà vì cộng đồng. Mới đây trong những ngày nghỉ ngơi tại gia, Hoàng Thùy Linh đã hiếm hoi hé lộ hình ảnh bên trong căn hộ cực hoành tráng vừa tạo cách đây không lâu. Mặc dù chỉ khoe sương sương, nhưng dễ dàng nhận ra nữ ca sĩ sở hữu căn hộ hiện đại và sang trọng chẳng kém ai. Sau đây mời các bạn đến với nội dung chi tiết. Đáng chú ý, sau năm 2019, đại thắng với nhiều sản phẩm và giải thưởng gây tiếng vang, Hoàng Thùy Linh đã dành riêng một không gian trang trọng bên trong nhà để trưng bày các cúp giải thưởng cùng nhiều chứng nhận danh giá. Ca sĩ Để Mị Nói Cho Mà Nghe cũng chia sẻ đây là góc để cô thư giãn, tập vẽ và chiêm nghiệm cuộc sống trong những ngày ở nhà. Hoàng Thùy Linh chia sẻ thêm, sau một năm cực kỳ bận rộn, thời gian được cách ly tại nhà là lúc tôi dành nhiều thời gian cho gia đình và bản thân hơn. Sau khi nhận được tình cảm của mọi người, tôi cũng không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. Tôi đã có một năm 2019 thật tuyệt vời. Mong cho mọi người có nhiều sức khỏe, dịch Covid-19 nhanh chóng qua đi để chúng ta có thể trở lại công việc và đóng góp nhiều hơn. Dù không chia sẻ nhiều về khối tài sản của mình, nhưng nếu ai theo dõi hành trình hoạt động cũng như cuộc sống của Hoàng Thùy Linh đều không khỏi trầm trồ dành cho cô danh xưng đại gia ngầm của showbiz Việt. Hoàng Thùy Linh bắt đầu tham gia hoạt động nghệ thuật từ nhỏ. Cô từng ghi dấu ấn với khán giả trong vai diễn trong phim Nhật Ký Vàng Anh. Sau những ồn ào không đáng có, cô vắng bóng một thời gian và chuyển hướng sang làm ca sĩ. Thời điểm hiện tại, giọng ca Bánh Trôi Nước cũng dần trở lại đóng phim điện ảnh, phim truyền hình. Thành danh nhờ Nhật Ký Vàng Anh năm 2007, Hoàng Thùy Linh cũng vướng phải scandal ồn ào nhất trong sự nghiệp trong cùng một năm. Cô ở ẩn một vài năm và tích cực tập luyện vũ đạo, theo đuổi con đường ca hát. Từ một diễn viên, người đẹp 8X được biết đến là một trong những ca sĩ nổi tiếng ở Vbiz. Năm 2013, cô ghi dấu ấn với diễn xuất trong phim điện ảnh Thần Tượng. Lúc này, sự nỗ lực và cố gắng của Hoàng Thùy Linh được khán giả công nhận. Ở tuổi 30, cô có trong tay gia tài két xu khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nữ ca sĩ tự tay lái chiếc xe sang màu đen trị giá khoảng 2 tỷ đi sự kiện. Ngoài ra, Hoàng Thùy Linh còn có một chiếc màu trắng khác. Ngoài hai căn hộ chung cư trên, nữ ca sĩ gợi cảm còn sở hữu một biệt thự nhà vườn ở quê nhà Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Cách đây vài năm, cô chia sẻ hình ảnh căn biệt thự đang trong quá trình thi công. Ngoài ra, cô còn sở hữu trong tay tất cả những mẫu túi nổi tiếng nhất đến từ các thương hiệu đình đám như Hermès, Chanel, LV. Được biết, số tiền đầu tư cho túi hiệu của Hoàng Thùy Linh lên tới cả tỷ đồng. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV. Các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!